đến đây để trình lễ xin rước dâu về tư gia của gia đình họ tộc nhà trai chúng tôi để làm lễ thành hôn cho Minh Nhật và Hòa Thương. Nhà gái chúng tôi rất hoan nghênh, rất cảm ơn nhà trai đã đem đến lễ ghi đúng theo hai bên đã hứa hẹn nhau. Quý vị là kể từ giờ phút này bé Hoài Thương sẽ là dâu trong gia đình, trong gia tộc của chúng tôi. Để là tôi xin đại diện cho họ nhà gái nhận Minh Nhật rể trong gia tộc, trong gia đình của chúng tôi. Tôi cũng có trách nhiệm để mình xây dựng cho trai cháu hai đứa nó hạnh được hạnh phúc trăm năm. Và lời chúc luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt.